vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân khu 5, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt đội văn nghệ của khu xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào chương trình chính của buổi lễ hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ và do đội văn nghệ và các cháu thiếu nhi của khu biểu diễn. Mở đầu khúc ca nam nữ với bài hát Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trên quê ta
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức kính chào các quý vị đại biểu, kính chào các quý vị khách quý và kính chào toàn thể các quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chào thân ái và một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Sau đây tôi xin kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và cùng toàn thể nhân dân, chúng ta hãy đứng dậy để làm lễ chào cờ. Chào cờ! Đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, kỷ niệm 82 năm ngày Mặt trận Thống nhất dân tộc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tổ chức trong không khí cả nước nói chung và nhân dân khu năm chúng ta nói riêng đang ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội năm 2012, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Chúng ta nhận thấy 82 năm qua, suốt quá trình vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam liên tục phát triển qua những thời kỳ với những tên gọi khác nhau, Mặt trận Thống nhất Tổ quốc không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, tập hợp nhân dân dưới ngọn cờ đại nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, sự trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực hiện hướng dẫn số 04/HG Mặt trận Tổ quốc ngày 13 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2012 và biểu dương tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động, đồng thời phát động thi đua năm 2013. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng về dự xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là khu trưởng, khu phó, trưởng phó các chi hội trong khu cũng có mặt về dự buổi lễ ngày hôm nay. Các đồng chí là lãnh đạo thuộc các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học đóng trên địa bàn khu cũng về dự đông đủ. Trân trọng giới thiệu các vị
đại biểu tổ dân phố và các chi bộ đoàn thể các khu dân cư trên địa bàn phường Quang Trung và sự hiện diện của toàn thể khu 5 hôm nay cũng có mặt về dự đông đủ, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây là chương trình lễ hội gồm có 8 phần. Một là lễ chào cờ, 2 ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, báo cáo kết quả vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 do đồng chí Bí thư khu trưởng lên báo cáo. 4. Đại biểu cấp trên phát biểu. 5. Giới thiệu các đại biểu lên tặng hoa chúc mừng đại hội. 6. Biểu dương và khen thưởng tập thể cá nhân ở trong khu. 7. Là thông qua chương trình phát động thi đua năm 2013. Và 8. Là bế mạc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thị Thúy Triều, trưởng ban công tác mặt trận khu, nên đọc báo cáo và ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, năm 2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng nhất của đất nước, của địa phương. Hôm nay chúng ta tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động ngày vì người nghèo, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào tiến hành thắng lợi trong cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, văn hóa ở khu dân cư. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện diễn ra trong thời gian dài. Sau đây tôi xin kính mời đồng chí Hà Văn Trà, Bí thư khu trưởng, lên đọc báo cáo năm 2012 và phương hướng năm 2013. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, ban ngành đoàn thể thành phố và phường xã. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho tổ dân khu phố và các chi hội đoàn thể các khu. Kính thưa toàn thể nhân dân, trong năm qua, chi bộ đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chỉ đạo ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các thành viên mặt trận, đó là chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, để thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua yêu nước hàng năm, trọng tâm là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gắn liền với chính sách đại đoàn kết dân tộc, đã làm tốt cuộc vận động cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban công tác mặt trận đã vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường, góp phần chỉnh trang văn minh đô thị, tổ chức tốt các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đã vận động nhân dân chung tay xây dựng đường điện đảo Vân Đồn theo chủ trương kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, số tiền quyên góp được 7 triệu đồng. Vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới theo chủ trương kêu gọi của đồng chí Bí thư Thành ủy Uông Bí, số tiền quyên góp được 15.780.000 đồng. Đã làm tốt phong trào nuôi dạy con ngoan trò giỏi, có 130 cháu học sinh giỏi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, 17 cháu thi trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc. Ban công tác mặt trận đã phối hợp với các chi hội cựu chiến binh, hội bộ đội Trường Sơn, hội thanh niên Trung Phong, tổ thương binh Tình Nghĩa tích cực tham gia làm tốt công tác hoạt động phong trào của khu, đặc biệt là cuộc vận động ngày vì người nghèo.
thực hiện chính sách đối với người có công với nước, gia đình thương binh liệt sĩ đã tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đã tạo được nguồn vốn để hội viên sửa chữa, nâng cấp nhà ở với số tiền 45 triệu đồng. Tổ thương binh tình nghĩa tích cực tham gia làm tốt công tác hoạt động phong trào của khu, đặc biệt là cuộc vận động ngày vì người nghèo. Đời sống hội viên đã từng bước được cải thiện đáng kể. Ban công tác mặt trận, các lãnh đạo, các thành viên mặt trận đứng đầu là các chi hội đoàn thể, làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa. Về dự buổi lễ đại đoàn kết toàn dân của khu chúng ta năm nay, tôi xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, thay mặt lãnh đạo phường Quang Trung lên phát biểu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí cán bộ cùng toàn thể nhân dân khu 5B. Năm 2012 là năm diễn ra các ngày lễ trọng đại của đất nước như kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và quốc tế 67 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 12 tháng 9. Là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Đặc biệt là năm phường Quang Trung chúng ta kỷ niệm 31 năm thành lập phường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ hội, là động lực, là thành tích chung của cả nhân dân phường, trong đó có cán bộ và nhân dân khu 5B của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, năm nay kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân trên toàn thành phố Uông Bí nói chung và nhân dân các khu dân cư phường Quang Trung chúng ta nói riêng. Hôm nay, nhân dân và cán bộ khu 5B long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại 2 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động ngày vì người nghèo, và biểu dương khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân những tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động và tổ chức một số hoạt động thiết thực góp phần xây dựng khu dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết và vững mạnh. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời các tập thể, cá nhân đóng trên địa bàn phường Quang Trung lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Thuần, chi hội trưởng Hội người cao tuổi khu 5 lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin kính mời ông Trần Xuân Út, chi hội trưởng cựu chiến binh khu 5 lên tặng hoa. Xin kính mời gia đình ông Nguyễn Thái Học, tổ 16 lên chúc mừng tặng hoa đại hội. Tôi xin kính mời gia đình ông Lương Văn Tắc, tổ 16B có lãng hoa lên chúc mừng đại hội. Xin kính mời gia đình. Tiếp theo tôi xin kính mời gia đình ông bà Dung Lễ ở tổ 16 lên có lãng hoa chúc mừng đại hội. Xin kính mời gia đình bà. Tôi xin kính mời ông Lương Như Khoa, phó công tác ban mặt trận khu 5 cũng có lãng hoa lên chúc mừng đại hội. Xin kính mời ông.
về dự buổi lễ đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay. Vì điều kiện có một số gia đình không đến được dự hội nghị với chúng ta, nhưng cũng có những lãng hoa đến chúc mừng đại hội. Tôi xin thông báo là gia đình ông Đào Hữu Quý tổ 160 và gia đình ông bà Tính Hậu và gia đình ông bà Hoa Nhã cũng có hoa đến chúc mừng đại hội. Các gia đình có tên tôi vừa thông báo lên để nhận thưởng. Thuận ở tổ 15 và gia đình ông Nguyễn Đình Trọng. Mời gia đình ông Nguyễn Đình Trọng và gia đình bà Phạm Thị Thuận ở tổ 15 lên nhận thưởng. Xin kính mời ông Phạm Tiến Nghiêm, tổ trưởng tổ văn nghệ nên nhận phần thưởng cho đội văn nghệ hoạt động thời gian vừa qua và có danh sách kèm theo. Và xin kính mời bà Nguyễn Thị Bình, tổ trưởng tổ thiếu nhi của các cháu cũng huấn luyện cho các cháu năm vừa qua, xin kính mời hai vị nên nhận phần thưởng. Và xin kính mời đồng chí Đỗ Thị Thúy Triều, trưởng ban công tác mặt trận nên trao thưởng. Xin mời các đồng chí.
trong giang hồ hạnh phúc đi
và nhân dân. Với tinh thần của ngày hội đại đoàn kết toàn dân, chương trình hôm nay có sự đóng góp công sức của rất nhiều công dân trong khu. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và nhân dân, đồng chí Lê Tân Trúc là một công dân mới của khu nhưng cũng là một người rất nhiệt tình với các phong trào của khu. Sau đây anh Trúc sẽ lên hát tặng cho quý vị và nhân dân một bài hát. Anh nói với tôi là bài hát Bí Mật rất là hay, và xin mời anh Trúc hãy lên sân khấu. Xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho đồng chí Trúc ạ. Một lần nữa, Tân Trúc xin gửi lời kính chúc tất cả bà con cô bác khu 5 đã dành một thời gian rất là quý báu đến hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập dân tộc thống nhất Việt Nam. Đó là một điều rất vinh dự cho Tân Trúc lần đầu tiên đứng lên chạm sân khấu khu 5 ngày hôm nay. Vâng, những năm tháng của năm 2012 sắp hết, năm 2013 đã đến và đến rất gần với những cỏ cây, với những hoa lá, với những tiếng cười và những tiếng đàn sẽ sắp tới. Và Tân Trúc xin gửi tới một bài hát cũng rất gần với chúng ta, đó là bài hát Cung Đàn Mùa Xuân. Xin trân trọng. Vần cứ sinh sôi Thái Bình ơi.
đánh qua con sông sâu đã bắt tàu. Đưa em về đồng cõi, anh thương em, anh nói. Em dẹp đôi chiếu hoa cho anh trải sân nhà, mời thầy mẹ sáng chưa. Để anh thương, để anh thương. Đưa nhau về quê mình cùng trong mưa. Phường Quang Trung đã đến dự chúng ta hôm nay. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Văn Thanh, bí thư đoàn phường, sẽ lên giao lưu cùng với chúng ta qua bài hát Sapa nơi gặp gỡ đất trời. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình lễ hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở
1930, 18 tháng 11 năm 2012, đồng thời đánh giá một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2012, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, gồm với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã hội học tập tại các khu dân cư trên địa bàn phường. Chúng ta đã biểu dương những gương tốt, việc tốt và đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các thi đua hình thức đa dạng, phong phú giữa các tổ dân, khu phố, chi bộ, đoàn thể với Ban Công tác Mặt trận. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể tầng lớp nhân dân, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chi bộ, các đoàn thể về tặng hoa chúc mừng lễ hội hôm nay, ngày hội đạt đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2012 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của ngày hội có ý nghĩa